xuống mà. Thần Linh ơi, làm ơn dừng xe lại đi. Bác Tài ơi, làm ơn dừng xe lại. Cứu tôi với. Không được rồi, phải nhảy xuống thôi. Ê, xe chạy nhanh quá. Ê, mô tô, làm ơn cứu tôi với. John chính là ông trùm. Tương lai của thị trấn Furfury nằm trong tay ta. Kẻ nào chống lại ta sẽ không tha. Quang hô, vẫn còn sống nhăn. Phía sau chúng ta là xe của ông trùm John đó. Coi chừng làm hắn ta nổi giận bây giờ. John chính là ông trùm. John chính là ông trùm. Thần Linh ơi, xin lỗi anh John. Bộ không thấy ta đứng lù lù đó hay sao mà còn đụng trúng ta hả? Xin lỗi nha ông trùm John, tôi không có thấy. Ai đó cứu tôi với. Đại ca đâu mất tiêu rồi? Ta ở đây nè. Hai đứa bay bộ bị mù rồi đúng không hả? Nhìn qua bên đây nè. Đúng là hai tên ngốc mà. Hồi nãy anh có nhìn thấy cái mặt dẹp lép của John không? Mà khoan, cái rương này đâu phải của chúng ta đâu. Hình như đây là rương đồ nghề của các nhà ảo thuật. Nón ảo thuật đây nè, có quần áo nữa. Tôi nghe nói nón của ảo thuật gia có thể biến ra người hay là mấy con vật. Để tôi thử nha. Mô Tu à, hay là tôi với anh dùng cái rương ảo thuật này ra ngoài làm xiếc kiếm tiền đi. Ý kiến hay đó nha. Mọi người ơi, mau tập trung lại đây đi. Hôm nay ảo thuật gia Mô Tu cùng với phụ tá của mình anh bạn Bách Lu đây sẽ trình diễn ảo thuật cho mọi người. Là ảo thuật gia đường phố sao, nghe cũng thú vị đó. Mọi người hãy nhìn vào trong chiếc nón rỗng này và chờ xem tôi sẽ biến ra được cái gì nha. Anh nói cái bộ đó rỗng là sao? Ôi xin lỗi anh bạn, tôi mới vừa bị cú đấm ảo thuật đánh văng mình ra đây. Anh muốn tới xem ảo thuật không? Cái gì chứ? Nón của tôi, áo pháp sư của tôi. Bách Lu ơi, nếu tôi đoán không lầm thì anh ta là ảo thuật gia thiệt đó. Chạy đi Bách Lu, coi chừng bị đánh bây giờ. Chạy đi. Alo, cảnh sát trộm chân cơm, tôi đã tìm ra được kẻ trộm rương đồ nghề của tôi rồi. Cuộc chỗ này là chỗ nào mà tối tui vậy? Thần Linh ơi, cứu tôi! Trong mặt quá chịu anh nổi rồi! Thả tôi ra! Thả ra! Cảm ơn anh bạn đã cứu tôi ra! Cảnh sát trưởng Chim Gươm vẫn còn sống sót! Cảm ơn Thần Linh! Mấy kẻ nghiệp chưa chỉ làm được những trò rẻ tiền thôi! Hãy để ảo thuật gia đại tài tôi cho các người thấy như thế nào mới là ảo thuật! Đứng lại! Umbala, cánh cửa thần mở ra, mang chỗ thần cho ta. Bay như tên lửa bông 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 bông. Nhanh như tia chớp, bay. Bay lên cao, bay lên. Bách Lu ơi, ông ta mới đúng là một ảo thuật gia thật thụ đó. Có gì hay đâu, tôi cũng làm được vậy mà. Umbala, cánh cửa thần mở ra, mang chỗ thần cho ta, phóng chỗ bay thật hay xa. Hay quá Bách Lu ơi, anh làm được rồi. Umbala, cánh cửa thần mở ra, mang chỗ thần cho ta, phóng chỗ bay thật bay xa. Bay như tên lửa, phóng, nhanh như tia chớp, bay. Bay như tên lửa, phóng, nhanh như tia chớp, bay. Ủa? Sao kỳ vậy nè? Rinh rang rú, đúng mà. Bay lên đi. Ảo thuật gia ơi, sao tôi không bay lên được vậy? Đâu có dễ ăn của ngoại đâu cưng.
Để coi, để coi hai người bay được bao xa. Ủa, thần linh ơi, sao anh bay được hay vậy? Đây chính là chổi thần kỳ, thưa ngài cảnh sát trưởng. Nếu cởi nó anh sẽ bắt được tên trộm nhanh hơn. Ờ không không, tôi sẽ không ngồi lên cây chổi đó đâu nha. Cảnh sát trưởng Chin Gum chưa bắt trộm bằng chổi bao giờ hết. Anh bay bằng chổi, tôi đi bằng xe cảnh sát. Không được, không được, tôi sợ lắm. Thả con xuống. Thần linh ơi, cứu tôi với. Thả xuống, cứu tôi. Cứu tôi với. Đi tìm Motu và Balu cho ta. Bọn họ đang ở đâu? Đem bọn họ về đây, ta sẽ cho họ biết tay. Hùng hồ quá, trình độ của đại ca lại cao hơn rồi, phải không số 2? Thần linh ơi, cứu tôi với, mau cứu tôi. Anh đang ngồi đằng trước đó, lo mà nhìn đường đi bát luôn ạ. Chuyện này là sao đây? Tôi không muốn bay, thả tôi xuống ngay. Kẻ đồ, nhân danh pháp luật hãy dừng lại. Nhân danh vừa xiêm cũng dừng lại. Nói chung không được bay nữa, bay xuống đi. Họ sẽ không nghe anh nói gì đâu, hãy dùng súng hù dọa họ đi. Vậy thì anh phải cho tôi xuống trước chứ. Tôi nói rồi, tôi bị chứng sợ độ cao mà. Bay xuống, tôi sẽ bắt trộm cho anh. Làm ơn đi mà, bay xuống đi. Bảo thuật gia, tôi thề trước pháp luật, tôi sẽ bắt bọn họ cho anh. Mau thả tôi xuống đi mà, làm ơn thả tôi xuống đi. Bay cao. Bay cao là cái gì chứ? Phải là cứu tôi với. Bây giờ tôi không cần biết gì nữa hết. Tôi xin thề trước pháp luật và công lý, ảo thuật gia, anh là người giỏi nhất. Tụi bay mau đem súng lục tới đây cho ta. Hôm nay ta sẽ giải quyết bọn họ không tha. Ông đại ca, là đại ca hả? Anh đang ở trên trời rồi mà cũng gọi cho em được hả? Ông sống điện thoại cho nó tốt quá ha. Đại ca cho em hỏi cho nó cơ sở vật chất tốt không? Tụi bay đúng là hai đứa ngốc, thiệt là ngốc hết chỗ nói mà. Ai nói với tụi bay là ta đang ở trên trời? Ta đáp xuống đất từ lâu rồi. Bây giờ nghe lời ta mang cây súng lục tới đây nhanh lên. Được rồi, hai anh bạn, tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi nên tôi tha lỗi cho hai anh đây. Nhưng tôi sẽ không thể tha thứ cho những kẻ trộm này. Tôi sẽ bắt bọn họ về đồn, bắt họ phải nhận tội. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cảnh sát trưởng Chin Gum này. Anh có thể chỉ cho chúng tôi mấy trò ảo thuật được không vậy? Tôi rất sẵn sàng. Cảnh sát trưởng đã bất tỉnh rồi, hai người sẽ bị ta trừng phạt thôi. Hai người dám lấy ông trùm ta ra làm trò đùa chứ gì? Vậy thì sẽ phải bị trừng phạt. Người làm cái gì vậy hả Mô Tu? Dừng lại đi, chóng mặt quá. Cảnh sát trưởng Chin Gum bất tỉnh rồi, để xem ai sẽ cứu được anh đây. Không ai có thể cứu anh thoát khỏi tay của Mô Tu này đâu, không một ai hết, nghe rõ chưa? Bay như tên lửa, phóng, nhanh như tia chớp, bay. Thank you.
Samosa, 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 bánh Samosa. Bánh trái gì đó là cái đầu của tôi. Anh làm cái gì vậy hả? Đến ngủ cũng mơ thấy bánh Samosa được luôn sao? Là mơ tỉnh về giùm tôi cái đi. Tên hãng ăn mô tu à? Xin lỗi anh nha Bách Lu, chắc cho tôi ngủ sai quá thôi. Nhưng tôi vừa mơ một giấc mơ vô cùng ngọt ngào, và sau khi tỉnh dậy tôi lại càng thấy đói bụng hơn nữa đó Bách Lu à. Xin chào Mô Tô và Bách Lu, hai anh bạn của tôi xem tôi mang gì tới cho hai người nè. Tiến sĩ Chắc Cá, đó là gì vậy? Đây là cá pi cốt, một loại cá hiếm và rất đắt đỏ. Để có được con cá này, người ta phải bỏ ít nhất là mấy chục triệu đó. Con cá này đẹp thiệt đó nha Mô Tu. Do bây giờ tôi bận quá không có thời gian chăm sóc nó, nên tôi tạm thời để nó ở chỗ của hai người. Hai người nhớ phải để mắt tới nó nha, không được để trộm vào nhà lấy mất. Được chứ, ông cứ để nó ở chỗ chúng tôi, không sao đâu mà. Nhưng tiến sĩ không nói chúng ta biết con cá này ăn cái gì, sao mà nuôi được đây? Con cá xinh đẹp ơi, thiệt sự khi đói bụng thì ta không thể suy nghĩ được cái gì hết trơn hết rồi á. Nên bây giờ, ngươi sẽ là bữa ăn của ta nha. Nè, ngậm miếng mồi câu này đi cá ơi. Ta cho ngươi ăn trước rồi tới ta, ta sẽ bắt ngươi lên đem chiên. Nè cá, đúng là ích kỷ mà. Ngươi ăn rồi thì phải để cho ta bắt ngươi chứ. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi cho coi. Ơi, sao anh bắt con cá gì hả Mô Tu? Đưa cho tôi, thả nó lại vào hồ. Tôi muốn ăn nó, đưa nó cho tôi đi. Tôi không thả nó vào hồ lại đâu. Cá ơi. Xin lỗi anh nhiều. Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Hai anh chạy như vậy chắc chắn đã có việc gấp lắm đúng không? Cảm ơn anh bạn, anh thật là tốt bụng. Cảm ơn anh đã hiểu cho chúng tôi nha. Và anh cũng là người rất thân thiện nữa. Thân thiện kiểu gì cũng phải dạy cho hai người một bài học. Lần sau đi đứng phải cẩn thận đó. Ôi thần linh ơi, thiệt đúng là mất mặt hết sức. Cảnh sát trưởng Jin Gum như mình mà cũng phải xếp hàng lấy nước sao? Nè chị ơi, vui lòng cho tôi lấy nước trước, vì tôi còn chuyện quan trọng phải làm. Tại sao chứ, bộ chỉ có anh là gấp thôi sao? Nè, nếu như bây giờ chị chịu cho cảnh sát trưởng Jin Gum vào lấy nước trước, thì tôi hứa với chị, tôi sẽ đền cho chị thật nhiều dừa, có chịu không hả? Chịu. Được, xem đây, hứng dừa đi. Ha ha ha. Đó, muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi. Cái gì vậy? Nhột quá đi. Mau chui ra cho ta. Chịu hết nổi rồi. Rốt cuộc là cái gì vậy? Đừng chạy lung tung nữa. Thần Linh ơi, nhột quá, không chịu nổi nữa. Cảm ơn thần linh. Cái quái quỷ đó chạy đi mất tiêu rồi. Bây giờ phải lập tức trở về đồn làm việc thôi, tránh thêm phiền phức. Tôi thấy nó rồi. Chị ơi, cho tôi mượn chim của chị đi. Cho tôi mượn đi bà. Mô Tô, chúng ta phải mau nghĩ cách gì khác đi. Khi đói bụng tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi á. Anh biết mà bát lù. Sáng kiến. Ôi, thần linh ơi. Bách Lu ơi, anh phải nắm chặt hai chân của tôi đó. Không là tôi và anh té luôn bây giờ. Anh đừng lo Mô Tu, tôi đang giữ hai chân của anh chặt lắm. Anh bắt con cá rồi tôi kéo anh lên liền. Không được làm đổn nước của họ, nếu không họ sẽ đánh chúng ta nhự tử luôn đó. Tuyệt đối không để mắc sai lầm nào, biết chưa? Ê! Hay quá, cuối cùng cũng bắt được nó rồi kìa. Không phải cái này, là xương cá mà bắt luôn. Con cá đâu rồi? Thank you.
phải mau bắt được con cá mô tu, chứ nếu để lũ mèo này bắt được nó thì con cá hiếm của tiến sĩ chỉ còn bộ xương khô thôi đó. Nhưng mà tôi nhất định không cho lũ mèo đó bắt được con cá đâu bát lu à. Vì con cá đó là của tôi mà. Tôi không quan tâm con cá đó của anh hay là của bọn chúng. Chuyện tôi quan tâm là không muốn nhìn thấy lũ mèo giận dữ đó đang chạy thật nhanh về phía chúng ta đó mô tu à. Thần Linh ơi, anh thấy chưa, đi mà làm ơn tha cho tôi. Linh ơi, tôi là con mèo. Anh làm ơn tha cho tôi đi mà. Mấy con mèo này, ông làm ơn tha cho tôi. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Không được ẩu đả trong thị trấn của Chiên Gươm này. Dừng lại, nhân danh pháp luật và công lý. Không tôi bắt nó, dừng lại ngay cho tôi. Ôi Thần Linh ơi, rất xin lỗi các bạn mèo. Các bạn không được cắn cảnh sát trưởng Chiên Gươm đâu. Tiếp đi, cứ tiếp tục. Muốn cắn ai thì cắn, tôi không làm phiền nữa đâu. Tôi đi trước nha, đi trước đó. Nè, dừng lại, đủ rồi nha. Lùi lại mau, không kẻ nào được phép gây chiến trong thị trấn Fufuri. Không ai thoát khỏi lòng bàn tay của cảnh sát trưởng Chiên Gươm này được. Nghe rõ chưa? Không một ai hết. Có nghe rõ chưa hả? Không một ai hết. Tôi không cố ý đâu, anh làm ơn tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không đụng anh nữa đâu mà. Do hồi nãy chúng tôi đi gấp gáp quá nên chúng tôi không nhìn thấy anh. Anh cho chúng tôi xin lỗi nha, xin lỗi thật mà. Không sao đâu hai anh, thật ra thường ngày tôi cũng thường xuyên mắc sai lầm mà. Anh không cần phải thân thiện quá đâu, anh cứ như vậy làm chúng tôi sợ lắm đó, giống như hồi nãy. Vậy hai người hãy nghe đây, bộ hai người tưởng tôi là cục đá hay sao mà cứ đụng trúng tôi hoài vậy? Tôi là tay nắm bóc chỗ nhất cái thị trấn này đó, biết chưa hả? Đồ hỗn đậu, vô dụng, đụng tôi không cần. Thật đáng ghét hai anh ơi. Anh ta đi chưa vậy? Chúng ta không còn bị đánh nữa, tức là anh ta đã đi rồi. Không giờ phải ăn nói làm sao với tiến sĩ Chaka đây. Anh phải mau nghĩ cách gì đi Mô Tu. Nhưng khi đói bụng tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi á. Anh biết mà bát lu. Sáng kiến, tôi hứa với anh Mô Tu à, nếu như bây giờ anh bắt được con cá đó trả lại cho tiến sĩ Chaka thì chính tôi sẽ mua thật nhiều samosa để bồi bổ cho anh. Chịu liền. Cá bi khóc đây rồi, mua samosa cho tôi đi. Mô Tu, anh không thấy sao con cá xinh đẹp đang khóc kia kìa. Động vật không có quyền được sống, chúng chỉ là thức ăn hàng ngày cho con người mà thôi. Nhưng tại sao chúng lại phải bị như vậy? Chúng cũng cần được sống thật tự do tự tại. Ví dụ như anh kia kìa, Mô Tu. Giả sử như trước mặt anh là sa mạc bánh samosa khổng lồ, nhưng mà người khác lại không cho anh ăn. Họ bắt anh, trói anh đứng cả ngày và cho anh ăn thứ mà anh không thích. Thì lúc đó anh sẽ cảm thấy như thế nào hả Mô Tu? Không được! Cứu tôi! Chắc chắn tôi không chịu nổi đâu bát luôn. Thì con cá xinh đẹp này cũng giống như vậy thôi. Nó muốn được sống tự do dưới nước, nhưng tôi và anh lại bắt nó lên bờ đó Mô Tu à. Vậy thì chúng ta phải thả nó thôi bát luôn. Hãy về dưới biển xanh đi cá, hãy sống thật tự do. Nè, hai anh làm cái gì vậy? Con cá xinh đẹp của tôi đâu rồi? Chúng tôi thả nó về dưới nước rồi. Cái gì? Con cá đó nói với tôi là mỗi ngày tiến sĩ Trăng Ca đều thả nó trở về biển để bơi, nên tôi mới thả nó ra đó tiến sĩ à. Anh đã bị nó lừa rồi, tôi chưa bao giờ thả nó ra biển để bơi hết trơn đó. Thần Linh ơi, ông đang nói cái gì vậy tiến sĩ Chaka? Có con cá nào biết nói dối không? Nếu có thì ông phải báo cho tôi biết liền chứ. Là Mô Tu và Bát Lu đã thả con cá yêu quý của tôi đó cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng mà bắt họ về đồn. Thần Linh ơi, có con gì lại chui vô người tôi nữa rồi. Có Thần Linh ơi, mau ra đây cho ta. Nhột quá, không chịu nổi. Cứu tôi với. Thần Linh ơi, nhột quá. Anh làm cái gì vậy, cảnh sát trưởng? Sao tự nhiên lại đứng nhảy múa như một tên ngốc? Thần Linh ơi, nếu như tiến sĩ cũng bị con gì đó chui vào trong người thì ông sẽ biết tại sao tôi lại như vậy.
hai người đi đâu? Vậy con cá của tôi thì sao? Mau trả con cá cho tôi đây. Nếu hai người không trả, tôi xin thề với những bệnh nhân của tôi sẽ tống hai người vào tù. Cái gì vậy? Thần linh ơi, cứu tôi với. Tôi không biết bơi. Bộ tù ơi, cứu tôi. Tiến sĩ ơi, ông toại nguyện rồi đó. Ở ngoài đó nhiều cá đẹp và hiếm dữ lắm. Ông muốn bắt bao nhiêu con cũng được. Cứu tôi. Mãi vô, xin mời. Bánh samosa mới ra lò. Xin mời, ghé qua. Ông chủ quán hôm nay khỏe chứ? Buôn bán ổn không? Nhờ thần linh tất cả đều ổn. Còn hai anh dạo này khỏe chứ? Tôi quên mất. Mời ngồi. Thằng cha chủ quán này hôm nay dẻo miệng ghê. Chắc có gì đó không ổn rồi. Tốt nhất hai chúng ta nên giả bộ đi chỗ khác. Tôi nói rồi, hai anh đừng có ngại. Sao còn đứng đó? Chú ngồi đi. Khoan đã, để tôi lau bụi trên ghế. Xin mời. Sợ gì, tôi làm cái ghế này để dành cho anh mà. Anh vô ngồi đi, ngồi đi. Tôi đâu có bị điên để mà cho anh chơi khăm thêm một lần nữa. Bạch Lu. Bạch Lu, trùng hợp quá. Anh đi đâu vậy? Hôm nay Mô Tu không đi chung với anh hả? Mô Tu hả? Ở trển kìa. Sao quả tạ trên trung đồng của tôi hay sao vậy? Chân gãi cái lưng quá. Máy bay còn phải đáp trên đường băng mà sao anh ở lòng nào đáp lên người của tôi vậy? Tôi nhớ mình có làm gì xúc phạm anh đâu chứ. Anh Mô Tu à? Xin lỗi, tôi không cố ý. Thật ra tôi chỉ muốn ăn bánh samosa thôi. Tự nhiên ông chủ quán trà cho tôi gọi lên một cái chảo nóng hổi, làm phỏng hết cái mông của tôi luôn rồi. Ôi thần linh ơi. Tưởng ai thì ra là ông chủ quán trà. Cứ để đó, tôi sẽ đối phó với hắn. Tiến sĩ Chatka, ông cho tôi mượn cái mề đây mà ông đang mang theo đi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến đến quán trà. Hôm nay ông ta sẽ dâng bánh samosa cho chúng ta ăn miễn phí. Mề đây, anh nói mề đây gì vậy? Anh ấy nói cái mề đây này nè. Nó có thể thôi miên và khiến cho người khác phải nghe theo sự điều khiển của chính mình. Chỉ cần đưa ra lời đề nghị, họ sẽ ngoan ngoãn làm theo chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng đến đó và dạy cho ông ta một bài học đi hả? Cái này là cái gì? Nói đi, tôi sẽ xóa bỏ hoàn toàn món nợ của anh. Và mỗi ngày, tôi xin dâng cho anh những cái bánh samosa ngon nhất. Tôi là trai đẹp bánh samosa chứ đâu có bị điên. Nói đi, hãy mau nói đi. Tôi sẽ xóa bỏ hoàn toàn những món nợ của anh trước đây. Và mỗi ngày, tôi xin dâng cho anh những cái bánh samosa mà tôi có. Đây nè, ăn đi anh ơi. Phải chi anh bị thôi miên sớm hơn một chút có phải hay quá không? Thật, chiếc mề đây này vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần có nó trong tay, chúng ta có thể thôi miên bất kỳ ai. Đại ca, em mới nghe được ông tiến sĩ có một cái mề đai cũng có thể thôi miên. Ông sau đó mình điều khiển người ta làm cái gì mà người ta cũng làm hết. Anh nói đâu hả? Cái mề đai người đó ở đâu chứ? Đại ca, sau này anh đừng xuất hiện bất ngờ như vậy nữa. Trời ơi, trái tim em rất dễ bị tổn thương. Đại ca nhìn đi, Mô Tu đang cầm cái mề đai kia kìa. Tất cả những kẻ thù của ta, mọi người hãy đứng im như đá. Hãy mau giao nộp chiếc mề đai ra. Chủ nhân của nó chính là ta. Đại ca hay quá, thần thái của đại ca thật ngầu. Đúng không số 2 ơi. Ta biết ta giỏi lâu rồi, không cần các ngươi khen. Còn không mau nhanh chân lấy cái mề đai đi. Tốn tiền mướn hai người phụ ta chứ đâu phải khen ta đâu. Mô Tu à, mau làm cái gì đó đi. Tôi cũng muốn làm lắm nhưng mà bụng đói tôi không nghĩ ra được cái gì hết. Ra cái bảo tử của anh có đấy không vậy? Ăn quá trời bánh samosa rồi mà vẫn còn đói sao? Sáng kiến, ta ra lệnh cho cả hai người hãy xử lý tên lùn đó cho ta mau. Nhanh chóng xử lý tên lùn đó cho ta ngay bây giờ. Ông ngài đã ra lệnh cho chúng tôi không dám làm sai. Ai đau quá, sao lại đánh ta? Ta là người trả lương cho các ngươi mà. Không thần thì xử lý mấy tên kia kìa. Mô Tu ơi, mau nghĩ cách giải quyết đi. Mấy tên đó sẽ kéo tới đây liền đó. Tôi không biết đâu, tôi nói rồi. Khi bụng đó tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi. Sáng kiến, chỉ cần gọi cho cảnh sát trưởng là được. Được đó, để tôi. Chuyện này tôi giải quyết được. Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc gọi điện thoại đó nha.
Alo, cảnh sát trưởng Tài Ba Chiên Cơm Ghe đây. Chào cảnh sát trưởng, là tôi đây. Gashitaram đang gọi cho ông đó. Chúng tôi đang bị băng đảng tên John quấy rầy. Làm ơn tới đây cứu chúng tôi với. Sao phải sợ chứ, đã có cảnh sát trưởng Chiên Cơm, tôi sẽ đến giải cứu cho mọi người. Chết rồi, còn một chuyện quan trọng họ ở đâu ta? Lo nổ mà quên hỏi nữa. Giờ mình phải làm gì đây? Nên đi đâu và về đâu? Chạy nhanh lắm, lắm. Đứng lại coi hai tên kia. Thần Linh ơi, có chuyện lớn rồi. Bấy lâu nay ăn quá trời ăn mà vẫn ốm nhòm ốm nhách à. Kỳ vậy ta, đâu có ăn gì đâu mà mập dữ thần vậy nè. Uổng công mình kiêng khem tập thể dục mà giờ bụng bự như phụ nữ mang thai á. Không đâu, tướng của anh mì nhon lắm rồi. Còn anh thì vẫn múp míp. Vậy là cái gương bên chỗ anh bị ếm bồ gì rồi đây nè. Còn không mau chạy đi. Chạy thì đương nhiên là phải chạy rồi. Nhưng trước tiên phải giải quyết cái người dám nói tôi múp míp. Anh biết là ai không? Để tôi cho anh biết nè. John vĩ đại đây sao? Hồi xưa lùng sủng giờ cao quá trời. Thách luôn những kẻ trên đời. Ai mà gan lớn xin mời đấu chơi. Ông đại ca ơi, chúng tôi bị biến thành người lùng rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy nè? Không lẽ đây chính là lùng nghiệp? Có thể kiếp trước chúng ta chơi người khác lùng, đúng là nghiệp tu dành thôi. Cũng đúng, có thể kiếp trước các người làm sai nên trả nghiệp, hết nghiệp là xong. Đó, như ta đã trả xong cái nghiệp lùng của mình rồi, nên giờ ta đã trở thành người cao lớn. Ta thoải mái rồi, ta có thể bộp tay các người mà không cần phải leo lên ghế nữa. Mình cao, mình không có lùng. Tôi không có lùng, anh đại ca lùng. Chúng tôi vẫn cao. Im đi, chuyện có gì vui đâu mà mừng dữ vậy. Các ngươi sao không bắt mô tô và bắt lưu đi. Tới đây, tới đây. Bắt lấy chúng. Bắt lấy chúng. Tới đây, tới đây, tới đây. Bắt lấy chúng, nhanh lên. Tới đi, tới đi. Dừng lại. Tên kia, dừng lại nghe chưa? Còn ngoan cố thì đừng có trách ta. Đứng lại. Đúng là ngoan cố mà. Ta phải dạy cho các ngươi một bài học mới được. Đứng lại chưa? Nếu không ta sẽ ra tay thiệt đó. Đừng sợ, vì đã có cảnh sát trưởng Chiên Cơm đây rồi. Té. Tất cả hãy giơ tay lên như cảnh sát trưởng cho ta. John, hãy chú ý đây. Cả ba mở mắt ra coi. Nhìn đi, trên tay ta đang cầm vật thể gì đây nè. Nhìn đi, nhìn đi. Ông đại ca, chúng chạy rồi kìa. Chúng chỉ giả bộ thôi miên thôi. Mở mắt đi đại ca. Nhưng danh công lý và luật pháp yêu cầu các ngươi ngừng lại. Ta nói con quy như vậy mà các ngươi không nghe sao hả? Có chịu dừng lại hay không? Nhắc lại một lần nữa, nhân danh luật pháp yêu cầu các ngươi dừng lại. Cảnh sát trưởng thông cảm đi, bây giờ mà dừng lại là sẽ té đó. Chúng tôi đâu có muốn chạy đâu. Các anh chạy bằng chân mà không dừng lại được, tôi chạy xe thì làm sao dừng đây? Dừng lại là té đó. Nhân danh công lý và luật pháp, ai đó hãy nghĩ ra cách gì giúp tôi. Tôi muốn chiếc xe này dừng lại, không biết làm cách nào đây. Thấy chưa, đã có cảnh sát trưởng Chiên Cơm thì không một tên tội phạm nào có thể trốn thoát được. Không thể nào, không xuống được. Ngọn gió nào thổi anh lên trên đó để kẹt lại như vậy chứ? Thần Linh ơi, anh ấy đang gặp nguy hiểm đó. Nguy quá, có ai đó giúp anh ấy không hả? Thần Linh ơi, cứu giúp. Nhân danh pháp luật mẹ cũng được, pháp luật cha cũng được, pháp luật anh cũng được, pháp luật nào cũng được, miễn cứu tôi là được. Nếu như tôi không còn thì cũng không còn pháp luật đâu. Cứu tôi đi. Cảnh sát trưởng ơi, cảnh sát trưởng, chúng tôi sẽ đến giúp anh. Trúng kế rồi. Để coi có trò vui gì đây. Làm ơn cứu tôi. Thằng Linh ơi, mày đây đâu, mày đây đâu, mày đây đâu,
thời gian vậy? Cái mề đai đây nè, vì cái mề đai này mà bọn chúng truy đuổi chúng tôi. Tôi là Shin Gum, cảnh sát trưởng Shin Gum. Không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cảnh sát trưởng Shin Gum. Không một ai hết. Nè John, hôm nay tôi sẽ bắt anh về đồn và quay về nhà để nghỉ ngơi. Trò chơi coi như kết thúc ở đây. Tôi là Shin Gum, là cảnh sát trưởng Shin Gum. Không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cảnh sát trưởng Shin Gum. Không một ai hết. Nè John, hôm nay tôi sẽ bắt anh về đồn rồi quay về nhà nghỉ ngơi. Trò chơi coi như kết thúc ở đây. Hãy đưa khẩu súng cho ta mau. Dạ sếp, gửi sếp. Ôi thần linh ơi, cảnh sát trưởng Shin Gum bị thôi miên ngược lại rồi kìa. Bây giờ anh ta còn đang tự nghĩ mình là John nữa. Còn không mau chạy đi, bị lạc đạn bây giờ. Xin đừng bắt tôi mà, xin đừng bắt tôi. Tên tội phạm nguy hiểm hãy dừng lại. Tôi xin thề với tổ quốc thân yêu, tôi xin thề với quê cha đất mẹ, không ai thoát khỏi là bàn tay của Shin Gum này.